Với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình cùng cả nước chống dịch, em Lê Tiến Quân, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Điện Biên, tỉnh Thanh Hóa, đã nhờ bố đưa đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, nơi gia đình cư trú, để ủng hộ toàn bộ số tiền 300.000 đồng tiết kiệm từ lâu. Cùng với đó, em gửi kèm một bức thư chúc y bác sĩ, các chú bộ đội cố gắng hết sức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Em Lê Tiến Quân vừa được Thành đoàn thành phố Thanh Hóa tặng giấy khen vì hành động đẹp của mình.